Selena Gomez lộ nhan sắc thật tuổi 30 khiến netizen trầm trồ. Được mệnh danh là nữ hoàng selfie đình đám một thời, mới đây Selena Gomez có cập nhật trang cá nhân với hình ảnh chụp cận mặt. Trong hình, nữ ca sĩ này mặc áo tông xám, trang điểm lấy điểm nhấn ở phần mắt. Có thể thấy, đây là bức hình chưa hề qua chỉnh sửa và cũng không dùng bộ lọc. Làn da của Selena trông rất thực trước ống kính máy ảnh. Ở tuổi U30, tình cũ của Justin Bieber có sự thay đổi về sắc vóc cũng như diện mạo. Cô không còn mignon như trước mà phát tướng vì hậu quả của bệnh tật. Selena có những nếp nhăn ở vùng mắt. Vốn được mệnh danh là nữ hoàng selfie, Selena sở hữu hàng trăm triệu lượt người theo dõi trên Instagram. Mỗi bức ảnh tự sướng của cô đều toát lên thần thái đỉnh cao và đẹp một cách hoàn hảo. Việc Selena tự lột trần nhan sắc thật của mình khiến dân tình không khỏi rần rần. Từ công chúa Disney, Selena giờ đây đã là một ngôi sao Hollywood hạng A, có một sự nghiệp âm nhạc thành công và cũng được khen ngợi nhiều về nhan sắc. Nhắc đến Selena, chắc hẳn ai cũng nhớ đến loạt ảnh tự sướng một thời khiến netizen bùng nổ. Ngoài nhan sắc lộng lẫy, mái tóc dày bồng bềnh chính là yếu tố khiến những bức ảnh selfie của Selena không chỉ cuốn hút mà còn được rất nhiều chị em khao khát. Tuy nhiên, thay vì chê bai, netizen lại dành cho cô nhiều lời khen ngợi. Họ để lại bình luận: cuối cùng cũng có được một nghệ sĩ dám cho mọi người thấy làn da thật không qua bộ lọc. Cô ấy sống rất thật, đẹp cả hình thức lẫn nội tâm, tôi thích điều đó. Quả thật mặt cô ấy không thay đổi quá nhiều, dù gì Selena cũng dũng cảm đấy. Selena Gomez là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ. Ở tuổi thiếu niên, tên tuổi của cô nàng được công chúng biết đến rộng rãi hơn nhờ vai diễn Alex Russo trong loạt phim truyền hình Wizards of Waverly Place 2007-2012 của Disney Channel, từng đoạt giải Emmy. Selena Gomez xếp hạng nổi tiếng thứ 124 trên thế giới và thứ 8 trong danh sách ca sĩ nhạc pop nổi tiếng. Justin Bieber và Selena Gomez bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào cuối năm 2010, khi Selena 18 tuổi, còn Justin chỉ mới 16 tuổi. Tình yêu kẹo ngọt ở tuổi đó đối với nhiều người chỉ là thoáng qua, nhưng đối với Justin Selena thì tính đến nay đã gần 8 năm và chỉ trong khoảng thời gian ấy, họ đã làm người hâm mộ hoa mắt chóng mặt với đủ tin tức khi thì tái hợp, lúc lại chia tay. Trong suốt những năm đó, Selena cũng không phải là không có chàng trai nào theo đuổi ngoài Justin. Từ Jess, người bạn trai ngọt ngào, hay The Weeknd, người đã luôn ở bên Selena khi cô đang trong giai đoạn ghép thận hiểm nghèo, đến Shakira, Nick Jonas, Taylor Lautner cũng từng trao trái tim cho Selena. Nhưng cuối cùng, cô cũng rời bỏ tất cả những người anh trai tốt ấy để quay về với sự lựa chọn của con tim Justin Bieber. Tuy nhiên, sóng gió liên tục ập đến mối quan hệ của họ khiến cho cặp đôi chỉ vừa bên nhau vài tháng thì lại đừng ai nấy đi trước khi tái hợp. Thậm chí có lần, Justin thừa nhận anh đã ngoại tình sau lưng Selena trong thời gian lưu diễn. Hai người cũng có lần cãi nhau ỏm tỏi trên mạng, khiến cho Justin tức giận khóa tài khoản Instagram suốt một thời gian. Không chỉ vấn đề xuất phát từ những người trong cuộc, mà những bê bối xung quanh cuộc sống của Justin luôn khiến bạn bè và người thân của Selena có cái nhìn thiếu thiện cảm với nam ca sĩ. Một người luôn có thái độ gay gắt đối với chuyện yêu lại từ đầu của Justin và Selena chính là Taylor Swift. Taylor luôn nói rằng Selena xứng đáng với những gì tốt hơn thế, với người không khiến Selena phải đau khổ. Năm 2014, khi biết Selena và Justin quay lại với nhau, Taylor thậm chí đã không thèm nhìn mặt Selena vì không chịu nghe lời cô khuyên nhủ. Rõ ràng với kiểu yêu trái tim lầm chỗ để trên đầu của Selena, Taylor, cô nàng lý trí trong tình yêu, khó lòng có thể thông cảm được với cô bạn thân. Mẹ Selena, bà Mandy Taffy, cũng chưa từng ủng hộ mối quan hệ giữa Selena và Justin. Trái lại, Justin là cái gai trong mắt gia đình Selena. Sau khi cả hai công khai trở lại với nhau, có thông tin gia đình Selena nhất quyết không ủng hộ vì không tha thứ cho những điều Justin đã làm trong quá khứ. Bà Mandy đã hủy theo dõi Selena trên Instagram và thậm chí còn phải nhập viện vì căng thẳng với cô con gái. Mặc cho thế giới có phản đối ra sao, với Selena, tình yêu của hai người vẫn khiến cô tự hào. Chính nữ ca sĩ từng chia sẻ, khi đó chúng tôi còn trẻ và bị chịu quá nhiều sức ép. Cảm giác chỉ có tôi và anh ấy trên con đường đó, giống như cả thế giới đang chống lại chúng tôi vậy. Cảm giác đó thật kỳ lạ, nhưng cũng quá đỗi tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về tình yêu này, dù trong cả ngàn năm tới. Mối tình 8 năm tưởng như không thể xóa nhòa hình ảnh của nhau bằng người khác, nhưng cuối cùng, Justin và Selena vẫn đường ai nấy đi. Năm 2018, Justin Bieber kết hôn với Hailey Baldwin, người bạn thân và cũng là fan hâm mộ trung thành của anh. Năm 2013, Selena phát hiện mình đã mắc căn bệnh tự miễn lupus gây ra tác dụng phụ là tình trạng trầm cảm, lo âu. Vào năm 2017, Selena công bố trên Instagram lý do cô không quảng bá cho những sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian qua là vì cô phải mổ ghép thận và người hiến thận cho Selena là bạn thân của cô, diễn viên Brancia Brescia. Thời điểm hiện tại, Selena tập trung cho sự nghiệp, chữa bệnh và chăm sóc bản thân.